Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mr. Tin. Mình là Tin. Hôm nay Tin đang ở vườn Thanh Long, vỏ vàng, độc lạ ở Châu Thành. Thì mọi người theo Tin nha, khám phá Thanh Long vỏ vàng có gì nha. Theo Tin. Rồi, giờ mình sẽ di chuyển vào trong vườn trong nha. Thì đây là một trong những vườn Thanh Long vỏ vàng độc lạ ở huyện Châu Thành mình. Thì mình sẽ di chuyển vào trong xem có cái gì nha. Thì lúc trước á, Tin cũng có quay một clip ở vườn Thanh Long này rồi, nhưng mà lúc đó thì chưa có trái, toàn là cây không à. Thì vườn này là của thằng em, thằng Khang, em của Tin. Thì hôm nay bắt đầu có trái rồi, nên nó có kêu Tin xuống đây quay tiếp phần 2. Thì mình sẽ di chuyển vào trong xem ơi Thanh Long vỏ vàng như thế nào. Hơi bị dữ luôn nha mọi người, cực kỳ độc lạ nha. Trái cưng chưa, trái này là trên 7 gram rồi nha mọi người. Nhìn vậy thôi chứ là 7 gram á. Đây là một trái thanh long vàng và đây là một trái thanh long đỏ, mọi người có thể thấy sự khác biệt nha. Cái cây thanh long này là được trồng khoảng là 16 tháng rồi nha mọi người. Thì từ lúc trồng cho tới lúc khoảng 16 tháng thì cây thanh long sẽ có trái nha. Wow, tuyệt vời, cực kỳ không non phải không? Không, cái non của trái thanh long vỏ vàng đúng không? Trời, quá trời luôn mọi người ơi. Nè, ở đây có thêm một trái nữa nè, to ghê hồng không. Thì trái này á, là nếu mà khách quen như Thanh á, Tiên á, thì là khu khoa nó tặng. Còn nếu mà khách lạ á, thì bán từ 150.000 tới 200.000 á. Quá trời trái luôn. Giờ mình sẽ di chuyển lại bên đây xem coi nữa nè. Quá trời trái luôn. Đây có một trái thanh long nữa, và bá lửa luôn. Lúc nè, hai trái khác nhau rồi. Trái này nó còn xanh hả mày? Không, mình neo lại á. Neo lại nó lên màu xanh rồi. Được chưa? Đúng rồi, cái trái gặp bá lửa luôn thiệt chứ trời. Hồi lúc trước á, Tiên có quay ở vườn thanh long này rồi, nhưng mà trái nó còn nhỏ nhỏ à. Rồi ăn thử một cái mà trái nhỏ xíu mà, chứ không có bự như vậy đâu. Quá trời bự luôn. Tuyệt vời. Wow. Thì thật sự vườn của chỗ Khang á, trồng thanh long này á thì là không phải là bán trái mà để dành bán nhánh thôi. Trái này á là trái thanh long sạch nha mọi người. Toàn bộ đây là hàng sạch nha, hàng không có sử dụng vút me này nọ kia nha. Wow, quá trời. Ồ, mọi người có thể thấy là trái thanh long chập bá lửa luôn nè, ghê chưa? Bá luôn, thấy nắm tay của Tin không? Nó bự hơn nắm tay của Tin nhiều. Chà bá lửa. Ở đây có mấy vườn cụ? Khoảng 3 vườn hả? Ghê thật. Wow, đẹp quá. Rồi, mọi người theo Tin qua con một trái thanh long độc lạ nha. Đây là thanh long Ecuador. Thanh long Ecuador này mọi người có thể thấy ngoài siêu thị rồi, nhưng mà đây tại vườn nha. Đây, wow. Wow, trời ơi, trái thanh long Ecuador còn nhỏ nè mọi người. Độc lạ thiệt chứ. Trời ơi, đó giờ mới thấy luôn ha nha. Đẹp quá ha. Đúng là xương rồng luôn nha. Y chang trái xương rồng nè. Mình được hai trái nha mọi người. Ở dưới đây còn một cái nữa nè. Wow, cực kỳ độc lạ luôn. Ecuador thì thật sự là Tin cũng đã từng được ăn rồi, nó cực kỳ ngọt luôn. Đây đây, bông thanh long nghe mọi người, bông thanh long Ecuador. Wow, độc quá vậy nè. Ở dưới đây là cái trái nhỏ nè, khúc trên đây là bông của nó nè. Cái bông nó bự quá ha, chà bá luôn nha mọi người. Đúng là cái vườn của ông Khang nhiều trái độc lạ thiệt chứ. Trái thanh long vỏ vàng đấy. Rồi thôi, mình xem tổng vườn của nhà thằng Khang có cái gì nha. Thôi giờ mình nhía lại cái trái thanh long vỏ vàng của nhà Khang đi ha. Ồ đẹp ha. Thì trái thanh long vỏ vàng này á, thật sự ăn á, thì ở trong nó màu trắng như trái thanh long trắng vậy đó, nhưng mà nó rất là thơm, cái vị nó là vị thanh nha, không chua.
Thì nói chung là ăn thì cũng tạm được thôi, nhưng mà chưng á, chưng rất là đẹp. Các bạn thấy cái que không? Que màu xanh nè. Khi mà chưng lên bàn thờ cực kỳ đẹp, chưng thời gian cái que màu xanh này nó sẽ chuyển sang thành màu vàng. Nhìn đẹp lắm, y chang là một cái cục vàng trên bàn thờ vậy, rất là đẹp. Nhà tiên có chưng một trái rồi, rất là đẹp luôn nha. Nếu mà các bạn mua về để chưng á thì nó là tuyệt vời. Còn ăn thì thơm, nhưng mà cái vị thì nó không gọi là quá đặc sắc như là thanh long Ecuador nha. Thanh long Ecuador thì nó sẽ ngon hơn nha mọi người. Rồi, đây vườn Khang có một cái trái độc lạ hơn nữa. Đây là sung Mỹ nha. Sung Mỹ nha mọi người. Đó, nhìn đã chưa? Đây, trái sung này còn xanh ha, nên nó còn nhỏ nha. Đây là cây sung Mỹ nè. Nhìn có lá nó giống như lá đu đủ ha. À, có trái nào chín không cô? Cho ăn trái coi. À, đây có một trái thanh long vỏ vàng ở xa xa nha. Có trái nào chín không? Cho anh trái ăn thử coi. Đó. Đây, có một trái sung Mỹ là nó này là hơi chín à, mới hôm vàng à, to chưa? Thấy nó chà bá luôn ha. Giờ bẻ ra coi. Đó, mày nữa tao nữa nha. Giờ tiên sẽ ăn thử coi trái sung Mỹ này hơi hôm chín nó sẽ ra như thế nào nha. Wow, ngọt ghê ha, chưa chín dữ mà nó ngọt lắm nha, ngọt ngay à. Chín không biết nó ngọt cỡ nào nữa nha, cực kỳ ngọt luôn. Ờ, cái vị nó không phải như sung mình đâu. Sung mình thì nó vị hơi lạ lạ, còn này ngọt lắm. À, đây có một thanh long vỏ vàng nữa nha. Đi chỗ nào cũng gặp tới thanh long vỏ vàng hết. Rồi, thôi mình ra phía trước giường nha, coi có cái gì nữa nha. À, đây có một trái thanh long li ti vỏ vàng đây. Thì tin sẽ ăn cho mọi người thấy ha. À, để tin cho mọi người coi một cái độc lạ nè. Đây là thanh long nhánh vàng độc biến nha, cực kỳ độc lạ. Thì trong vườn của ông Khang cái gì cũng độc và lạ hết nè. Ngó qua bên đây lại thêm một trái thanh long vỏ vàng nữa, đi đâu cũng gặp thanh long độc lạ. Quay là đưa lên anh nó thấy chắc anh nó chửi chết luôn á. Nè, nó nhỏ nha, nhìn thì ăn cho bự hơn. Nước ngọt vậy, thanh long mình neo lại rồi mà. Ngọt á, ngọt lắm, nhưng mà ngọt ngọt vị thanh thôi. Cái vị nó thanh lắm, nó không có đậm đà. Thì nói chung nó cũng tự tự như thanh long ruột trắng thôi, mà nó trong hơn nè, mà nó trong hơn nha. Nhìn nó trong veo và trong rất hạnh. Ngon không? Rồi, thì vườn thanh long độc lạ thì tin đã quay cho mọi người coi ha. Chút về nhà tên, tin sẽ lấy cái thanh long to vậy nè mà vỏ vàng ha, cắt ra cho mọi người coi ha. Còn thanh long này là thanh long nó hơi nhỏ, mình ăn tại vườn nha. Bye bye mọi người. Lâu nay tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, sách đã lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Hồi nãy tin hứa tin về nhà, tin sẽ xẻ cái trái thanh long vỏ vàng ra cho mọi người xem thử. Nhưng mà xui quá, giờ trái thanh long cúng rồi người ta nhà tin nó bị thối. Cúng cả 2 tuần rồi nên nó bị thối. Nên là ở nhà dục luôn rồi. Thì chắc không có dịp xẻ cho mọi người coi. Thì thôi, nếu thích clip của tin thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của tin nha. Hẹn các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye. Xem clip vừa rồi của tin nha. Nếu mà anh em thích kênh của tin thì đầu tiên hãy nhấn đăng ký. Tiếp theo, hãy nhấn chuông này thì khi có clip mới nhất anh em sẽ nhận được ngay. Ngoài ra anh em không biết tìm kênh của Tin ở đâu thì anh em hãy đánh chữ Mr. Tin vào tìm kiếm của YouTube, anh em sẽ tìm được kênh của Tin ngay. Rất mong anh em trên cả nước nói chung và anh em ở tỉnh Long An nói riêng sẽ ủng hộ kênh của Tin nhé.